with a new lesson. How's it going? How was your day? Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một bài học mới. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét các cái phương pháp học tiếng Anh đặc biệt. Và mình sẽ giới thiệu với các bạn hôm nay về phương pháp học tiếng Anh của người Do Thái. Nhưng mà trước khi mình giới thiệu thì chúng ta sẽ làm quen nhau một chút đã nha. Okay, I am Lê Nguyệt and I was born in 1985 and I was born and raised in Nghệ An and I've been living here in Hanoi for 13 years. And I love English, I love reading books, I love listening to music and I love spending time with my son. Okay, and what about you? Where are you from? What's your name? What is your biggest hobby? And okay, who is like the person that you want to spend time the most? Giờ chúng ta làm quen với nhau một chút nha. Mình tên là Nguyệt và mình sinh năm 1985 và mình đến từ Nghệ An, sinh ra và lớn lên cho đến năm 18 tuổi thì ra đây học đại học ở Hà Nội được 13 năm rồi. Và sở thích của mình là mình thích đọc sách, chủ yếu là đọc sách. Và mình thích những cái thứ liên quan đến tiếng Anh. Và mình thích nghe nhạc bằng tiếng Anh để vừa học tiếng Anh vừa giải trí luôn. Okay. Và mình thích dành thời gian để chơi với con trai của mình. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ một chút về mình nào. Yeah. Now it's time. Ok, rồi thì những cái phương pháp học tiếng Anh nào mà các bạn đã biết nào? Các bạn hãy cho mình biết là những cái phương pháp nào mà các bạn đã biết và hoặc là các bạn đang hiện tại đang sử dụng nào. Ok, một số bạn biết Effortless English rồi những bạn khác thì sao? À, cho mình biết những cái phương pháp mà các bạn đang học. Come on, quickly. Ok, we have to do this very quickly. Ok, good. Yep. Now, những phương pháp mà các bạn đang học bây giờ nào, write down at the comment section which method are you using to learn English. Cái phương pháp nào các bạn đang dùng để học tiếng Anh nào? Which method are you using to MyMap? Monkey Junior. Ok, đồng màu nghe rõ đinh trần. Ok, còn học từ mới em học ở Voca. Ok. Và nếu như mà bạn chia sẻ cái cách học của mình, có thể những bạn khác sẽ học hỏi được từ bạn và bạn cũng có thể học hỏi từ các bạn khác, cho nên là hãy chịu khó chia sẻ nào. Come on. Ok, xem các bạn, ví dụ như là bạn Kitty Ruby, xem clip về thuyết trình và kỹ năng của các diễn giả nước ngoài. Đấy, cách đấy là rất là tốt. Vocabulary, học mà học về là không được nha. Effortless English là rất là tốt, nghe và chép ra để luyện nghe. Bạn Lưu Nguyễn như thế là rất là tốt. Ok, Trần Phi Tứ, Topica, hello chào. Lê Nguyễn, trời ơi nhiều thế. Ok, listen English today. Ok, very good. Nghe nhạc tiếng Anh Trinh Võ. Xem phim. Yes, xem phim nghe nhạc rất là tốt, nhưng mà nhớ bắt chước theo nha. Chỉ xem không thì là không được. Ok, mẹ tớ cũng nghe nhạc. Ok, rồi đọc sách là tăng từ vựng rất là nhanh. Ok, chú trọng phát âm. Duolingo. Ok, trường. Speak anytime, anywhere. Đúng rồi, học ở càng gọi là bất cứ nơi nào, học theo hình ảnh. Super. Đó, có rất là nhiều bạn học theo các cách khác nhau. Thì có bạn nào học tiếng Anh theo cách của người Do Thái, chưa, Jewish way for learning English? Have you ever heard about this? Các bạn đã bao giờ nghe đến cái phương pháp này chưa? Ok, thì mình sẽ giải thích cho các bạn một chút nhá. Là ngày xưa cái thời mà gọi là Hitler lên cầm quyền phát xít Đức thì ông này cực kỳ ghét người Do Thái, cho nên là có ý đồ là sẽ gọi là wipe out the Jews. Đó, tức là quét sạch người Do Thái, giết sạch người Do Thái. Chính vì thế người Do Thái người ta sẽ phải chạy trốn cái sự truy lùng của quân đội phát xít Đức. Đó, và người ta chạy trốn từ làng mạc này sang làng mạc khác, từ đất nước này sang đất nước khác. Và để không bị phát hiện thì người ta sẽ phải hòa mình vào dân bản địa ở đó. Và nếu như mà kiểu chẳng hạn như là ở Sài Gòn mà có ai đó mà nói giọng kiểu chẳng hạn như là miền Bắc chẳng hạn thì nó sẽ khác với những người còn lại, đúng không? Chính vì thế nếu như là chúng ta muốn được hòa lẫn vào dân bản địa, chắc chắn chúng ta sẽ phải nói giống như là cách là người bản địa nói. Đó, và vấn đề ở chỗ là người ta phải di chuyển liên tục, bởi vì ví dụ như là đang ở nước này mà bị truy lùng, có vẻ như là sắp bị bắt rồi chẳng hạn, thì người sẽ lại phải đi sang nước khác, chạy trốn sang nước khác hoặc là làng mạc khác. Cho nên cái quá trình học tiếng Anh của người Do Thái nó phải, tức là sorry, không phải là tiếng Anh,
bất cứ ngôn ngữ nào mà người ta đến cái nước đó thì nó phải diễn ra liên tục. Và người Do Thái được mệnh danh là dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Chính vì thế nếu như mà chúng ta không có áp dụng cái mẹo, cái cách mà người ta sử dụng để học ngôn ngữ của họ thì đấy là một cái điều rất là thiếu sót của tất cả chúng ta, đúng không nào? Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp này để chúng ta học tiếng Anh qua cái bài hát Blank Space. Thì là hầu như là các bạn đều có biết là bài hát này của Taylor Swift rồi, nó rất là nổi tiếng và chắc chắn là ít nhất là một lần bạn đã nghe bài hát này rồi. Tuy nhiên có rất là nhiều bạn chưa tra từ điển hay là chưa hình dung được nghĩa của cái nội dung ở trong bài hát, thì hôm nay chúng ta chỉ học hai cái khổ đầu của cái bài hát này thôi để chúng ta áp dụng nó vào cái phương pháp học tiếng Anh của người Do Thái. Ok, thì mình nói sơ qua xong chúng ta thực hành thì các bạn sẽ hình dung rõ hơn nhé. Thì cái phương pháp học tiếng Anh của người Do Thái ấy, đấy là chúng ta tức là ví dụ giả sử như là bây giờ người Do Thái là đang dùng tiếng Việt nhá, tiếng Do Thái là tiếng Việt nhá, và cái ngôn ngữ đích mà người ta muốn học đấy là tiếng Anh, thì những cái từ mà người ta biết rồi ấy, những cái từ người ta biết rồi thì người ta sẽ giữ nó là tiếng Anh, còn những cái từ người ta không biết thì người ta sẽ để là tiếng Do Thái đấy. Và ở phía dưới người ta có một cái danh sách là các cái từ đấy có nghĩa là gì ở trong, tức là được đọc như thế nào ở trong tiếng Anh. Và một câu chuyện người ta sẽ có một cái câu chuyện từ đầu đến cuối, và những cái từ nào mà ghi bằng tiếng Việt chẳng hạn, những cái từ chúng ta muốn học là chúng ta ghi bằng tiếng Việt nhé, đọc đến cái từ đó thì chúng ta sẽ không được đọc tiếng Việt ra mà chúng ta phải đọc to cái phần tiếng Anh tương ứng đó. Thì nói nó hơi khó hiểu, cho nên lát nữa vào bài hát thì các bạn sẽ hiểu hơn, mình chỉ nói sơ qua thôi. Và lặp đi lặp lại nhiều lần như thế thì sau này khi mà các bạn định nói cái từ đó, cái từ tiếng Việt các bạn định nói nhưng các bạn sẽ không bật ra tiếng Việt mà các bạn sẽ bật ra tiếng Anh thay vì tiếng Việt, và dần dần thì các cái từ này nó sẽ ở lại với bạn. Và có, tức là mình đã thử với khá là nhiều câu chuyện và mình thấy là với cái cách này thì cái việc mà mình nhớ các cái từ vựng cần nhớ, các cái cụm từ cần nhớ là nó nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc là bạn cứ học thuộc rồi bạn sẽ bị quên. Ok, vậy thì trước tiên là chúng ta sẽ học cái nội dung của bài hát. Các bạn đã nghe bài hát Blank Space chưa? Bởi vì là mình có post lên trên fanpage các bạn nào, cho các bạn học tập trước đúng không? Ok, thì ở đây chúng ta trước tiên là chúng ta hãy xem xét các từ vựng, một số từ vựng ở trong hai khổ đầu của cái bài hát này nhé. Ok, đây thì trước tiên là chúng ta phải làm tập đọc các cái từ này, nghĩa thì các bạn nhìn thấy ở đây rồi. Bây giờ chúng ta tập đọc nha. Ok, nào, incredible, tập đọc nào, n, đừng đọc i nhá, i ngắn nào, incredible. Ok, đọc nào, ball, incredible. Ok, tiếp theo là madness. Ok, mad, that means angry. Okay, being mad, that means being angry. Madness, that means anger. Okay, gọi là sự điên dại. Nào, madness. Okay, incredible là một cái gì đấy nó rất là tuyệt diệu. Bây giờ chúng ta cho body language vào nhé. Okay, incredible. This song is incredible. Cái bài hát này thật là tuyệt. Okay, incredible. Chúng ta thể hiện gọi là mình rất là thích dù nó nào. This song is incredible. Bài hát này thật là tuyệt. Ok, incredible. Hoặc là tiếp theo madness. Thì có rất là nhiều bạn đọc madness này, madness đều là sai nhá. Ơ ngắn là chúng ta đọc nhẹ. Madness. Kể nghe một tí giống y nhưng các bạn đọc là madness là lại bị hoàn toàn sai. Madness. Ok, madness. Oh, madness. Sự điên dại là madness. Ok, rồi tiếp theo sin là tội lỗi. Sin. Ok, chúng ta đọc sin nhá. Sin là y dài rồi, đây là y ngắn, chúng ta đọc sin. Và đừng đọc và đừng thiếu chữ n nhá. Sin, tội lỗi đúng không? Bây giờ chúng ta hình dung là mình đang có gọi là một cái súng này. Ok, súng, a gun. You're having a gun and then you kill somebody. Ok, now sin. À, các bạn làm hành động để giúp các bạn nhớ, lần sau không cần phải ôn lại hoặc là nghe bài hát là biết luôn nó là cái gì nhá. Ok, sin. Kế tiếp theo game. Thực ra là
Tất cả các bạn đều biết cái từ này rồi, nhưng mà chúng ta hay đọc là game, 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 game. Đấy là tiếng Việt đúng không? Game, 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 sai. Yes, chúng ta tập đọc là A. Trong tiếng Anh các âm đôi các bạn phải đọc xong các âm đôi, các bạn mới đọc cái phụ âm ở đằng sau. A, A, game, game. Chúng ta tưởng tượng nha, mình đang chơi game ở trong điện thoại nha. Game, 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 game. À, yeah! Game, 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 game. Ok, now incredible, incredible. Madness, madness. Ok, sin, sin. Ok, I just died. Ok, now game, 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 game. Ok, các bạn biết các từ này hết chưa? Rồi, động vật nguy hiểm. Yes, exactly, that's me. Ok, now okay. Tiếp theo. Nào, chúng ta có các cái từ tiếp theo ở đây nha. Cái từ mà tom lê ấy, bộ tom lê ấy, có rất là nhiều bạn đọc sweet, đọc theo kiểu tiếng Việt là ui ui xong rồi tờ sweet là sai nhá. Nào, u, suit, 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 suit. Ok, tiếp theo là cà vạt, chúng ta sẽ đọc tie. Chữ tờ tiếng Anh đừng đọc tai nhé, tai là đây đúng không? Tie. Và chúng ta phải kéo ra y ở trong âm ai ra tie. Tie. Tiếp theo rumors. Ok, rumors. Các bạn đọc là rumors. Những lời đồn đại nào. Rumors, 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 rumors. Và grab, chụp lấy cái gì đó. I grab this. Grab. Okay? Grab. Okay? Now, grab. 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 Thế này, bây giờ chúng ta sẽ gọi là cho body language vào để các bạn nhớ nhá. Ví dụ như là kiểu người ta mặc vest ấy, mà com lê ấy, người ta hay kiểu sóc sóc xong như thế này, kiểu trong nó đứng đẳng nào. Suit. Nào, suit. 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 Okay, tie. Okay, cà vạt đúng không? Đó, nâng cái cà vạt lên là tie. 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 Tiếp theo rumors, những lời đồn. Đó, chúng ta kiểu rất là tò mò nghe các lời đồn đúng không? Rumors, rumors, rumors. Các bạn thực hiện hành động để giúp các bạn nhớ nhanh hơn nào. Rumors, 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 rumors. Những lời đồn, rumors. Ok, grab. Nào, chụp lấy cái gì đấy nào. Xung quanh bạn có cái gì các bạn chụp lấy hết đi nào. Grab, grab. I grab a bell. Và lý tưởng nhất là các bạn sẽ đặt câu được với nó. Ok, grab. I grab the glass. Ok. Now grab. I grab a box of gum. Ok, grab. 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 Ok. Rồi, chúng ta nhớ hết chưa? Do you remember everything now? Ok. Nào, chúng ta ôn lại các cái từ lúc nãy tí tẹo 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 nào. Ok, now incredible, incredible, madness, madness, sin, sin, ok, game, game. Đây, mấy cái bạn cứ xem gọi là chơi game nhiều quá là mắt gọi là mờ hết cả lên, game, game, ok. You have more, ok, suit, ok, cho gọi là chỉnh lại áo công lê của mình, suit, suit. Tie, tie, okay. Lấy cái cà vạt lên xem. Tie, good, good one. Okay, rumors, rumors, rumors. Hey, what did you say? There are 600 people are watching now. Có 600 người đang xem ngay bây giờ. Oh, really? Rumors, rumors. Okay, now and grab. Chụp lấy cái gì nào? Grab, 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 grab. Okay, very good. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học ở trong câu nhá, áp dụng phương pháp học tiếng Anh của người Do Thái vào cái phần này các bạn nhé. Ok. Ok, câu đầu tiên, nice to meet you. Thì ai cũng biết rồi đúng không? Rất vui được gặp anh. Where you been? Ở trong này có nghĩa là anh đã ở đâu mà đến bây giờ mới xuất hiện trước mặt em. Đấy, có rất là nhiều bạn nữ sẽ nói, tức là chưa có người yêu là sẽ nói My
future husband, my boyfriend, my meteorite, where are you? Where have you been? Okay, where are you? I want to like see you now. Ví dụ như là có những bạn đang ế, không biết là gọi là người yêu của mình đang ở nơi chỗ nào mà bây giờ chưa tìm ra mình. Toàn ở trên Facebook tìm làm sao được, đúng không? Đó, câu tiếp theo là I could show you. Okay, thì theo cái phương pháp của người Do Thái thì người ta sẽ để ở đây là từ tuyệt diệu. Ví dụ như là tiếng Do Thái là tiếng Việt nhá. Okay, người ta sẽ ở đây để là từ tuyệt diệu. Thanks. Và bạn sẽ không được đọc tuyệt diệu lên. Ví dụ như các bạn sẽ đọc là I could show you, xong bạn sẽ phải nhớ tuyệt diệu, hoặc là các bạn nhìn sang một cái tờ giấy khác, hoặc là ở phía dưới nó có chữ OK, incredible means tuyệt diệu, và bạn sẽ đọc thật to lên trong cái câu đó, thì cái từ incredible là cái từ mới với bạn. Còn mấy cái từ là I could show you là bạn biết rồi, thành ra là bạn sẽ không cần phải đọc to lắm, nhưng mà bạn sẽ đọc làm như thế này: I could show you incredible things. I could show you incredible things. Đã hình dung được chưa? I could show you incredible things. Em có thể cho anh thấy những cái điều tuyệt diệu nhất. Ok. Magic là phép màu, đúng không? Magic là các bạn biết cái từ đấy rồi. Hoặc là heaven, các bạn đều biết cái từ đấy rồi. Nào chúng ta tập đọc là magic, magic, heaven, heaven. Rồi, ok. Thì magic và heaven là các bạn biết rồi. Nhưng mà bạn chưa nhớ cái sự điên dại là gì chẳng hạn. Thế thì bạn đọc magic, magic, xong bạn nhìn thấy sự điên dại, bạn không được nói là sự điên dại mà bạn sẽ nói là madness, madness, magic, madness, heaven và sin. Đó, tức là chúng ta nhìn thấy cái từ, ví dụ là tội lỗi, tội ác, chúng ta sẽ phải đọc to lên sin. Thế thì sau này khi mà các bạn định nói liên quan đến gọi là sự điên dại chẳng hạn, bạn định, tức là bạn nghĩ ở trong đầu là sự điên dại, à ngay lập tức thì bạn sẽ mở miệng ra là bạn sẽ nói là madness, hay là trong đầu bạn nghĩ là tội lỗi thì trong đầu thì ngay lập tức bạn sẽ bật ra miệng đấy là sin. Đó, làm lại nhé. Okay. Good. I could show you incredible things. Các bạn làm theo nào. I could show you, các bạn tự làm nào. Okay, incredible things. Rồi tiếp theo magic. Từ tiếp theo magic. Nào, các bạn không được nói tiếng Việt mà chúng ta sẽ phải nói tiếng Anh gì? Madness, chính xác rồi. Madness, very good. Madness, okay. Heaven. Cuối cùng là okay. Sin. Sin. Và các bạn làm như thế một số lần thì chúng ta sẽ nhớ các cái cụm từ này nó rất là lâu, right? Câu tiếp theo, saw you there and I thought, em nhìn thấy anh và em nghĩ là oh my god, look at that face. Oh my god, look at that face. Trời ơi, nhìn khuôn mặt của anh ấy kìa. Okay, nhìn anh ấy kìa, gọi là kiểu phê luôn, đúng không? You look like my next mistake. À, có lẽ anh sẽ là cái lỗi sai tiếp theo của em, cái lỗi lầm tiếp theo của em, bởi vì là em nhìn thấy anh rồi, không thoát ra khỏi bàn tay của em được đâu. Okay. So, look at that face. You look like my next mistake. Tức là em sẽ gọi là trói anh vào vòng tay của em. Ok, nào mistake, chúng ta tập đọc là mistake, 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 mistake. Hoặc đọc biết tách nhá. Mistake. Nào, take, mistake, mistake. Những cái từ đơn giản mình phải đọc cho chuẩn, đúng không? Mistake, mistake, ok. Love the, love the. Nào, chúng ta đọc ai cũng phải đọc được hết, đúng không? Nhưng phải phát âm chuẩn, chứ không đọc là game. Bạn nào vừa đọc game là sai nha. Love the game, love the game. Wanna play? Love the game, wanna play? Ok, tình yêu là một trò chơi. Anh có muốn chơi trò chơi tình yêu không? Ok, love the game, wanna play? Love the game, wanna play? Ok, rồi. The next one. À, ok. À, lát nữa các bạn kết nối với những bạn khác, chúng ta có thể dùng cái câu này khi mà buôn chuyện với bạn đấy. Love the game, wanna play, I love playing, yeah, this game. Đó, với các bạn khác, đúng không? Okay, next, let's move on to the next one. Okay, tiếp theo là new money. Xong chúng ta nhìn thấy bộ com lê, chúng ta nhớ cái từ bộ com lê không? Này, vest, mặc vest như nào, như nào? Ok, suit, suit, okay, and các bạn nào, các bạn nào, tie, suit and tie, to suit and tie, ok. New money, những cái tờ tiền thì mới con này, xong rồi mặc com lê này và đeo cà vạt này, kiểu nhìn rất là đẹp trai thành đạt, nhìn rất là gọi là đáng mơ ước, đúng không nào? Ok, nào, new money, ok, suit and tie, ok.
I can read you like a magazine. Nào chúng ta tập đọc từ magazine, magazine, magazine. Em có thể đọc thấu anh, ví dụ như tức là nhìn thấy gọi là một người đàn ông mà gọi là luôn luôn tiêu tiền mới cóng như thế, xong rồi gọi là mặc com lê và đeo cà vạt, em biết anh thuộc loại người như thế nào, thuộc thể gọi là thuộc kiểu tuýp người như thế nào rồi. I can read you like a magazine. Ok, và chúng ta có thể nói dùng cái câu I can read you like a magazine để dùng trong những trường hợp là mình hiểu rất là rõ người này. Ok, and it funny. Ok, những lời đồn đại này, những lời đồn đại này, những lời đồn đại chúng ta nhớ không? Nói như nào? Rumors, và phải có Z ở đằng sau bởi vì nó là số nhiều. Rumors fly, and it funny, rumors fly. Ok, tức là có rất là nhiều đồn đại liên quan đến em. Ok, and it funny. Ok, and it funny, rumors fly. Chúng ta đọc là rumors fly, rumors fly, rumors fly, rumors fly, rumors fly. Ok, and you know, and I know you heard about me. Và em biết rằng anh đã từng gọi là nghe đến em. Ok, từng nghe mọi người kể về em, bởi vì là rất là nhiều người nói về em có một gọi là danh sách dài, got a long list of my ex-boyfriend. Ok, có một danh sách dài những người yêu cũ, đúng không nào? Ok, now the next one. Câu tiếp theo của chúng ta, so hey, let's be friends. Vậy bây giờ chúng ta sẽ là làm bạn nhé. I'm dying to see how this one ends. Ok, tức là em rất là tò mò, muốn biết rằng là khi gọi là chúng ta cái mối quan hệ giữa em và anh sẽ kết thúc như thế nào. Ok, và tiếp theo, nhớ không, chụp lấy là như thế nào. Ok, grab, grab, grab your passport in my hand. Hãy gọi là cầm lấy cái passport của anh và hãy nắm tay em. I can make the bad guys good for a weekend. Tức là em có thể làm gọi là trái tim hư hỏng của anh là ngoan ngoãn vào cuối tuần này. Ok, I can make the bad guys good for a weekend. Ok, sau chúng ta nói nào, grab. Ok, okay. So, yeah, grab your passport. Chúng ta tập đọc nào, grab your passport. Ok, grab your passport. Grab your passport, grab your passport, grab your passport, grab your passport. Ok, đó. Thì bây giờ các bạn đã nhớ các cái nội dung này chưa? Bây giờ thử quay lại xem là các bạn còn nhớ không nhá. Mình sẽ không nói nữa, các bạn sẽ phải tự trả lời nhá. Ok, the first one, what is the first one? Ok, now this one. Ok, now nice to meet you. I could show you now incredible things. Okay, incredible things. Now, magic, madness, right? Madness. Okay, heaven, sin. Very good. Very good. Okay, the next one. The next one is, I saw you there, here. Okay, so you're there, and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Okay, love is a, phát âm chỗ nào? Love is a game. Wanna play? Love is a game. Wanna play? Okay, good. Okay, the next one is new money. Okay, new money, xong gì nữa nào? New money, các bạn nói nào? Yeah, suit and tie. Suit. Suit and tie, okay? I can read you like a magazine. And it's funny. Nào nào, còn nhớ từ đấy không nào? Rumors, rumor fly, rumors fly, rumors fly, okay? And you know, and I know you heard about me. Okay, rồi, tiếp theo nè. Okay, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Nào, từ đấy nào, còn nhớ không? Grab. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for the weekend, right? Okay. Rồi bây giờ các bạn nhớ hết các cái từ này chưa? Và các bạn hãy gọi là áp dụng các cái từ này và áp dụng, đặc biệt là áp dụng cái phương pháp học tiếng Anh của người Do Thái này vào các cái nội dung mà các bạn cần phải ghi nhớ nó. Okay. Và nếu như mà có thể ghép thêm cả body language là do tự mình nghĩ ra, các bạn thấy
thấy cái body language nào nó phù hợp thì các bạn cứ sử dụng thôi, và chỉ cần mình hiểu là được, không cần người khác hiểu nhé. Và nhưng mà đừng có vô lý quá. Ví dụ như yes, yes, yes là một cái body language vô lý, đúng không? Hoặc no, 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 I don't like you, no, no, thì là không được. Còn lại là chúng ta thích sử dụng body language như thế nào chúng ta tự nghĩ ra. Và nếu như mà bạn kiểu không quen với cái việc đó thì bạn hãy xem phim hài Mỹ thật nhiều, bởi vì là trong đấy body language của người ta rất là kiểu rất là hài hước, và các bạn có thể áp dụng nó vào cái việc tự học của mình. Ok, thank you so so much for spending time with me. It means a lot to me. And I hope that like we can meet each other like sometime in person to share with each other more. Okay, thank you. Ok, và mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình, và hy vọng là nó đã có chút gì đấy giúp ích cho các bạn. Các bạn có thể lưu lại video này để luyện lại khi mà chúng ta cần ôn luyện. Và nếu có thể bạn hãy share nó, tag những bạn mà các bạn nghĩ là cần học tiếng Anh. Cái điều đó nó rất là có ý nghĩa rất là lớn với mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn ngủ thật ngon sau khi mà các bạn đã kết nối với các thành viên khác ở trên page để chúng ta luyện tiếng Anh. Thank you so much. That's it for now. Never give up. Keep believing, never give up, and I love you.